Thôi anh em, thì bữa nay mình sẽ quay lại cái chạy cá với màu của mình cho anh em xem ha. Và mình sẽ bán mẫu cho anh em ấy. Cũng như là mình bán một lần là một hồ luôn. Mình cứ như là bán là nguyên hồ luôn anh em, chứ không có đếm bao nhiêu cặp nữa. Ví dụ đây ha, đây là mình bán thiệt luôn cho anh em nè. Cái này là mã 8 nha anh em. Đó, mã 8 180k ha. Thì anh em nào mà mua thì anh em chụp cái màn hình lại có cái mã trong đây nè. Anh em gửi qua Zalo cho mình thì mình sẽ hỗ trợ chốt đơn cho anh em ha. Đó, có tất cả cá trong cái hồ này luôn. Có một con máy nó full lưng nha anh em. Đó, anh em thấy không? Có con máy GE nó full lưng á, và có những cái xây cá của nó cũng như là nó tơ tơ, nó chung chung á anh em. Rồi mình bán hết hồ luôn để mình lên cá khác anh em ơi, thả giống cá khác. Để mà mình làm cho cái dịp Tết này ha. Thì cái này mình đi một lần là 180k là hết hồ rồi luôn nè. Đó anh em thấy ha, rõ ràng luôn. Anh em cứ chụp màn hình lại đếm số lượng con đi. Rồi có nhiều là mình đóng gửi cho anh em hết á. Tại vì mình bán cho anh em là để mình lấy cái thùng sáp này lại mình nuôi cá khác. Đó. Rồi tiếp tục đó là hồ đằng đây. Cái này là mã 1 nha anh em, mã 1. Cái này thì mình đi 290k nè. Lý do mình đi 290k là cái tỷ lệ xây của nó ngang bằng với nhau đó anh em. Cái này mình đếm lúc nãy là nó hơn 20 cặp á. Nó hơn 20 cá máy, nó hơn 20 cá máy nha anh em. Còn cá trống thì mình không có đếm. Cá trống thì mình thấy nó cũng nhiều đó. Anh em có thể chụp màn hình lên anh em đếm cũng được nha. Đó, hết hồ này luôn là 290k. Mã 1 nha anh em. Mình có ghi đầy đủ thông tin lên đây hết. Có số điện thoại, có số Zalo mình đâu đó rõ ràng hết. Anh em cứ chụp màn hình lại, anh em gửi qua cho mình là mình chốt đơn cho anh em được. Rồi, đây là mã 2 nè anh em thấy ha. Mã 2 160k. Cái này mình bán đi mềm nha anh em. Ở trong đây thì nó kiểu như cái xe nó không có đồng đều với nhau á. Xe bự có, rồi xe nhỏ có. Nhưng mà nó lên đầu đỏ hết rồi, nó lên đầu coi hết rồi. Cái số lượng của cái hồ này mình đoán là khoảng hơn 50 con. Đó, hơn 50 con mà mình đi có 160k là anh em biết cái giá nó mềm rồi. Đó, anh em nào mà lấy hồ này thì anh em chụp hình lại ha. Anh em chụp hình là phải có cái mã số 2 này nha. Đó, để mình khỏi nhầm mà anh em cũng khỏi nhầm luôn nữa. Rồi, tiếp tục là mã số 3. Đó, mã 3 này thì mình đi là 190k nha anh em. Xay cá thì nó cũng tương đối chống máy lộn xộn với nhau nha anh em ơi. Tỷ lệ chống máy nó lộn xộn với nhau nha. Mình không có đếm cặp nên là anh em thông cảm đi. Tại vì mình bán một lần là nguyên hồ luôn mà. Còn anh em nào mà bắt cái bài này á thì mình tặng luôn cái hồ này. Cái hồ này cũng ít rồi anh em ơi, cũng không có nhiều. Cỡ mười mấy con hả. Đó. Ok nha anh em, 190k cho cái bài này nha. Rồi tiếp tục nữa. Tới Dumbo nè. Dumbo là mã 4 nè. Mã 4 190k. Quá mềm anh em ơi. Cái này mình hơn 10 cặp á. Anh em thấy không? Cá máy nhiều hơn cá trống nha. Dumbo sọt. Cái này là đâm mua sọt nha anh em. Đó, đi lần hết hùng rồi luôn. Đi lần này hết hồ nè. 190k nha anh em. Cá ở đây thì mình bán cho anh em là anh em thấy rồi, nó sung khỏe lắm. Không có gì hết. Rồi tới mã số 5. Mã số 5 này thì mình đi 200k. Nhiều lắm anh em ơi. Cái bài này tỷ lệ chống máy nó đều với nhau lắm. Cái này chắc cỡ 20 cặp đó nè. Mười mấy 20 cặp á, có khi hơn nữa. Mà mình đi cho anh em có 200k quá mềm. Anh em đợt này anh em cứ săn thoải mái nha. Qua đợt này là mình lên lại cá chất lượng hơn là cái giá nó sẽ cao hơn á. Anh em nào mà cần cá sinh sản thì anh em mua trải nghiệm thì anh em có thể bắt mấy bài cá này nè. Rồi, mã số 6. Mã số 6, 2 xị nha anh em. Bài này đông quá anh em ơi. Bài này quá đông. Bài này 200k nha anh em. Đó, có lớn có nhỏ nha. Mã số 6 nha anh em ơi. Mình có ghi đầy đủ trên đây nha. Rồi, tiếp tục nè, mã số 7 nè. Mã số 7 2 xị nữa nè. 2 xị nhưng mà cá này thì cái xây nó lớn lắm anh em. Anh em thấy không? Xây lớn lắm, cái này cỡ 30 con á. Mà 30 con này cá máy không, không có cá trống. Nhưng mà cá này á, là mình ghép trống máy rồi, là cái ý là nó dính bầu rồi á, anh em mua về là kiểu như là cho ăn đủ mồi á, cho ăn đủ mồi là sẽ có cá con cho anh em mình chơi luôn. Rồi ok nha anh em. Mã số 7 200k nha. Gửi mình ra sao mình quay cái bài hồng xanh cho anh em xem. Ở bên đây là mình làm molly không à. Nguyên khu này làm molly không à. Cũng có Dumbo nữa. Mà Dumbo là hàng mình bán trống. Đó. Cái bộ Dumbo này là mình bán cá giống nè. Đó. Anh em thấy lưng sáng chưa đúng không. Dumbo bên mình nó lên đẹp lắm. Đây ra phía sau quay cho anh em xem. Ở lần sau mình có một bài nữa. Bài hồng xanh này mình thanh lý cho anh em luôn nè. Đó.
Bầy rồng xanh này đâu 2, 4, 6, 8, 10, 11 con cá trống. 11 con cá trống mà cỡ đâu đó 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 cỡ 20 con cá mái anh em ơi. Cỡ 20 con cá mái á. 11 con cá trống, cỡ 20 con cá mái nha. Nói chung là cá trong cái vợt này luôn á. Có nhiều là mình đóng cho anh em hết á. Mình đi hết cái này luôn, 4 xị nha anh em. Đó, 400k nha. Xe này xe lớn rồi anh em ơi. Cái này là dòng xanh BDS Platinum anh em, mà đuôi to lắm. Bộ này các bản đuôi to lắm, gen Hormon mà. Rồi ok nha anh em, bây giờ mình sẽ quay những cái dòng cá cái khu bên kia cho anh em xem. Mình sẽ quay từ dòng lại. Rồi ok, tiếp tục nha anh em ơi. Thì đây là tô bát thủy sinh nha anh em. Tô bát thủy sinh này là mình bán toàn bộ là cá trống hết cho anh em nào mà thả thủy sinh á. Cái này anh em nuôi trên hồ kính cũng được, mà anh em nuôi ở dưới giống như là anh em nuôi cái hồ nông bộ cũng ok luôn. Màu sắc rất là rực rỡ nha anh em. Cái này là mình bán thủy sinh cho anh em thả vui thôi nha. Cái này mình đi một lần là combo 50 con nha anh em. 50 con cá trống, cá như đang trong clip mình đang show lên đây luôn. Hiện tại là mình có 2 chiêu là 100 con á anh em ơi. Là 50 con mình đi một lần là 300k nha anh em. Thì tính ra nó có 6k một con ha. Đó. Cái này thì mình bán mà lấy tiền mồi lại anh em ơi. Mình nuôi cái xe này nó 2 tháng rưỡi cho tới 3 tháng rồi mà mình đi có 6k con thì anh em biết là đâu có lãi gì trong đó gì bao nhiêu đâu. Rồi, tiếp tục là wheel co sọt kia bông Finsi, tai bê bớm nha anh em. Cái này thì hàng này là hàng sọt, tai bê bớm, hàng này là hàng Finsi. Đó. Ở đây mình show cho anh em xem là có cá mái và có cá trống luôn. Có cá trống là con trống gen đó nè. Con trống gen là nó nhỏ con lắm. Để mình để lên đây mình show cho anh em xem cho anh em biết là được con cá trống nó được xây nó như thế nào á. Thì thật ra là con cá trống cái bộ coi, cái bộ tất cả các dòng cá và dòng coi luôn là con cá trống nó rất là nhỏ con nha anh em. Đó. Thì cái bộ này á, mình đi cho anh em là 70k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì là 300k. Ở đầu video á, là mình lên cái hàng giá thủy sinh cũng như là mình dọn nguyên cái hồ cho anh em chơi luôn. Còn ở khúc sau này là mình bán theo cặp á nè. Một cặp là một trống và một mái á, cho anh em mình về ghép làm giống để sinh sản á. Rồi tiếp tục là hàng thủy sinh đó nè anh em ơi. Cái này là full gon thủy sinh ha. Thì thủy sinh ở đây nó bao gồm á, là có cá mái gen với lại cá trống ghi bông. Đó. Trống ghi bông là tai bê bớm nha anh em. Hàng full đắp sành nha. Còn cái máy nó tơ thôi anh em ơi, nó chưa có lên full đâu. Thì cái hàng này mình đi một lần là combo á, là 50 con. 50 con là 250k anh em. Thì tính ra nó có 5k một con ha. Cái clip này mình lên cái up đợt này giá cực kỳ mềm luôn anh em. Thì cái hàng gon thủy sinh này hiện tại mình lên đâu đó khoảng 2-3 combo. Thì anh em nào mà cần hàng thủy sinh á, thì anh em liên hệ qua Zalo cho mình ha. Số điện thoại Zalo của mình thì mình để trên góc phải màn hình đó anh em. Anh em cứ chụp màn hình lại. Anh em mà muốn mua những cái dòng cá nào ở bên kênh của mình á, anh em cứ chụp màn hình lại, anh em gửi qua Zalo cho mình rồi mình sẽ hỗ trợ chốt đơn cho anh em ha. Rồi còn đây là cũng là màu vàng nha anh em, nhưng mà đây là Toshiro Gon BDS nha anh em ơi. Đó, hàng này thì khá là ok, trên thị trường thì có rất là ít nhiều. Theo mình biết hiện tại thì trên thị trường là rất là ít nha anh em, chứ chưa có nhiều nha. Dòng cá này nó có lâu rồi nhưng mà ít anh em nào làm lắm, vì bên mình vẫn còn làm duy trì để mà phục vụ cho anh em khách hàng quen nha. Đó, thì cái này mình đi là 60k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k. Đó. Cá bé màu mà để thần chủng mà để làm giống luôn á. Mà tính nó ra 50k một cặp này nó rất là mềm nha anh em. So với trước đây thì giá hiện tại rất là mềm. Rồi tiếp tục nó là Dumbo Big Air thân Platinum. Cái bộ Dumbo này ở bên chợ của mình lúc nào cũng bảo hành cho anh em mà làm giống hết. Mình có mở ngoặc và đóng ngoặc riêng cho anh em xem á, là bao làm giống. Đó. Bộ này mình bán hơn một năm nay rồi. Anh em mua về phản hồi rất là ok nha anh em. Tại vì cái bộ Dumbo này á, mình ghép sinh sản và cho sinh sản ra là mình kiểm soát được cái bộ gen, nên là mình mới dám bảo hành cho anh em mình chơi ha. Đó, cái này mình bán cái giá cũ là 60k một cặp. Anh em bắt combo 5 cặp á, thì mình đi là 250k. 5 cặp có đầy đủ là 5 cái trống và 5 cái mái anh em. Cái bộ Dumbo này á, là anh em nuôi màu nền nào nó cũng lên ok hết. Anh em nuôi nền đen nó cũng lên xanh Platinum luôn. Còn anh em nuôi nền sáng nó cũng lên Platinum luôn. Đó, mình đảm bảo với anh em á. Rồi, tiếp tục nó là hàng thủy sinh nữa nè anh em ơi. Cái này là wheel thủy sinh nha anh em. Nó bao gồm là máy gen với lại trống ghi bông tai bê bớm. Đó. Con trống này nó lên ghi bông Finsi tai bê bớm nha anh em. Nhưng mà con cá trống là trống ghi bông nha. Còn con cá mái là con mái gen. Cái này mình đi combo là 50 con đi. Combo 50 con là 250k. Thì hiện tại mình còn khoảng 2 combo nữa là hết. Đà khoảng 2 combo nữa là hết, là cỡ 1 tháng nữa mới lên cái size kế tiếp nữa anh em ơi. Anh em nào mà cần hàng thủy sinh á, thì anh em chụp màn hình lại. Anh em muốn mua cái dòng cá này anh em chụp cái màn hình này lại, anh em gửi qua Zalo cho mình ha, để mình biết trên đây nó có những cái thông tin gì á, để mà mình chốt đơn với anh em.
Rồi tiếp tục là chuyển sang những cái dòng cá Molly bên trại mình nha anh em. Thì đây là dòng cá Molly Sọt Platinum đuôi én. Cái này là mắt đen nha anh em. Tất cả những cái dòng cá Molly luôn, mắt đen là hàng phân khúc thấp nhất đó, nên là cái giá nó sẽ rẻ nhất luôn. Cái này thì mình đi cho anh em là 40k một con, còn anh em bắt một lần 10 con á thì mình đi là 300k. 10 con trong đó là nó có bao gồm có chống máy đầy đủ luôn anh em. Ví dụ như là anh em mua 10 con phải không, mà anh em yêu cầu mình bắt 7 cái máy hoặc là 8 cái máy đều được hết nha anh em, vô tư nha. Đó, anh em muốn tỷ lệ chống máy sao cũng được, miễn sao mà anh em phải nhắn qua cho mình mới được nha, để mình biết mà mình lựa chống máy cho anh em để mà về cho anh em chơi. Có người thì mua cá máy nhiều hơn, còn có người á thì người ta chịu cá chống nhiều hơn. Đó. Thì anh em mà muốn tỷ lệ chống máy như thế nào thì anh em cứ nhắn tin thoải mái qua cho mình, rồi mình sẽ hỗ trợ cho anh em hết mình luôn. Đó. Còn đây là Molly Sọt Platinum đuôi én mà là mắt đỏ đó anh em ơi. Nó có những con lên mắt kim cương nữa, nhưng mà hiện tại mắt kim cương mình còn ít à. Mắt đỏ như trong clip thì mình còn nhiều lắm. Hàng mắt đỏ như thế này á là mình đi theo chiêu nha anh em. Tại vì mình thiếu cá trống á nên là mình ghép chiêu đi với anh em, cho anh em mà mua về để cho sinh sản làm giống á. Chiêu là một trống và hai cá máy, tất cả là ba con là 250k nha anh em ơi. Đó. Chiêu là một cá trống và hai cá máy nha anh em là 250k nha. Đó. Size hiện tại nó cũng đã ôm bầu hết rồi anh em ơi. Cá nó bụng nó cũng tròn tròn hết rồi. Anh em mua về là chắc khoảng 3-4 tuần gì đó là anh em cho ăn đủ mồi á, là con cá nó sẽ sinh sản trả cho anh em mình có cá con để mà duy trì cái số lượng cho mình chơi cái đam mê ha. Rồi còn đây là mắt xanh nha anh em. Đây là Molly Sọt Platinum đuôi én mắt xanh nha. Ở đây mình bán cho anh em đợt này á là hoàn toàn là đuôi én hết, tại vì đuôi tròn á là mình lọc bỏ ra từ nhỏ rồi anh em ơi. Cũng có đuôi tròn đó nhưng mà mình bán từ nhỏ rồi chứ không có nuôi bự nữa. Cái hàng mắt xanh này á, nó có những con lên litter nữa nè. Mấy con mà lên kim cương á, á thì mấy con nào mà nó lên kim cương á thì mình đi đồng giá cho anh em luôn đi, là mình đi 100k một con á. Đó, quá mềm nha anh em. Anh em thấy bụng cá không? Bụng cá nó cũng tròn tròn hết rồi, cá nó cũng đang ôm bầu lứa một hết rồi. Cái này thì mình đi là 100k một con ha. Anh em mà muốn mua Molly mắt xanh á, hàng này là hàng cũng như là hàng cao cấp ở bên mình nha anh em. Ở chúng mình hàng mắt xanh này là cao cấp rồi nha. Rồi tiếp tục đó là Molly nha anh em, nhưng mà đây là hắc Molly, là hắc công tử anh em ơi. Nó đen lắm, nó đen nguyên con luôn á. Có anh em thì kêu là full black, ở đây thì mình kêu là hắc Molly ha. Thì cái này nó cũng là hàng sọt body luôn, nó có những con lên super sọt luôn à, hoàn toàn là đuôi én hết. Cái này mình đi là 40k một con nè, còn anh em bắt lần 10 con á thì mình đi là 30k một con, 10 con là 300k đó anh em ơi. Đó. Anh em mà ưng ý những cái dòng cá Molly nào thì anh em cứ chụp màn hình anh em gửi qua Zalo cho mình ha. Thì đây cũng là một cái dòng cá Molly mà cuối cùng trong một cái clip ngày hôm nay mình cập nhật cho anh em ơi. Cảm ơn tất cả anh chị em mình đã theo dõi video của mình nha. Chúc tất cả anh chị em mình nuôi cá thành công.